Những ngày qua, người dân xã Sông Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình bàn tán xôn xao và bất bình trước sự việc nữ sinh H, sinh năm 2004, trú tại địa phương, vừa thi đỗ cấp 3, bị chủ cửa hàng bán thuốc Tây xâm hại tình dục khi nạn nhân đi cùng một người thân đến truyền nước tại cửa hàng. Theo đó, ngày 17 tháng 6, trong lúc cháu H đi theo cô đến cửa hàng bán thuốc Tây của một người đàn ông tên L trên địa bàn xã Sông Lãng để truyền nước, thì nạn nhân bị chính chủ quầy thuốc xâm hại tình dục. Ngay sau đó, vụ việc được người nhà cháu H phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Ngay tối ngày 17 tháng 6, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ. Nữ sinh H là con út trong gia đình có hai anh em, hiện bố mẹ nạn nhân làm nông nghiệp. Còn anh trai H đã xây dựng gia đình và đi làm ăn xa. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, nữ sinh H hoảng loạn và không tiếp xúc với người lạ. Được biết, đối tượng L không phải là người địa phương nhưng lấy vợ tại xã Sông Lãng, có hai con và L mở cửa hàng bán thuốc Tây tại quê vợ. Hiện đối tượng L đang bị công an huyện Vũ Thư tạm giữ hình sự để xác minh, điều tra làm rõ.